Từ trước đến giờ để được nổi tiếng thì người ta hành những cái nghề gì? Ca sĩ, diễn viên, nhà thơ, nhà văn, chính trị gia, vân vân. Tóm lại, không hết là phải có tài năng hoặc là năng lực thì hiển nhiên sẽ được người ta biết đến nhiều, đúng không? Nhưng mà cái thời báo giấy đầu tôi nó quá lâu rồi. Bây giờ internet phát triển là cơ hội để cái con đường đi đến danh tiếng nó dễ dàng hơn, và cũng là nơi để những đứa ngu thể hiện cái sự ngắn nghĩ của chúng nó. Thật ra cái về sau nó cũng không liên quan đến cái video này lắm, chẳng qua là tiện mồm nói ra mang tính chất bình luận thôi. Tóm lại, bạn chưa chắc đã cần phải có cái tài năng gì cả. Việc bạn trở nên nổi tiếng trong cái thời đại này là vô cùng khả thi. Đấy, có những cái đứa hay nói nhăng nói cuội trước camera xong rồi up lên mạng. Sau đấy cũng kiểu hên xui ý, có một cơ số không ít người nghe xong thấy đồng cảm, đồng quan điểm. Đấy là ủng hộ thì sau đấy đứa kia nó nổi tiếng. Nói thế chứ cứ suốt ngày nói thành nói tường, nói vì công lý, nói vì nhân loại, giả nhân giả nghĩa như tớ thì nó cũng chỉ đến mức này thôi. Bây giờ mà bạn nào có cái dục vọng muốn nổi tiếng cả đái, nổi thăng lên tận hệ mặt trời ấy, tớ thấy là các bạn nên thể hiện sự vô nhân đạo và một cái sự mặt dày một cách tuyệt đối. Thao tác chung để đi đến con đường nổi tiếng trên mạng là gì? Gây sốc, nạp follower, cải tà quy chính. Gây sốc để làm gì? Để gây chú ý. Hệ quả của việc gây chú ý là gì? Thì nhiều người theo dõi. Không cần biết người ta follow bạn vì thích hay vì ghét, quan trọng ở đây là được quan tâm, được nhiều người biết đến. Một khi bạn sở hữu được một cái tài khoản có nhiều người theo dõi trên mạng thì hiển nhiên là sẽ có nhiều hợp đồng quảng cáo ùn ùn đổ về cái hiện tượng đang nổi trên mạng đấy thôi. Khi đạt đến được một cái mức nổi tiếng nhất định rồi thì người ta sẽ cải tà quy chính. Để làm gì? Để đường đường chính chính trở thành biểu tượng của sự mẫu mực. Có khi được dấn thân vào showbiz cũng không chừng. Bạn không có tài nhưng mà có ngoại hình, hãy giật bồ người ta lên báo trả lời phỏng vấn liên tục và sau đấy bạn sẽ kiếm được vài tỷ. Mặt bạn xấu nhưng mà kết cấu bạn đẹp. Nếu là nam, bạn hãy tích cực chụp ảnh khoe thân, dùng Photoshop kéo chim dài ra để méo bàn, méo tường, méo tất cả các thứ càng tốt. Nếu bạn là nữ, hãy cho cả thiên hạ thấy là bạn chả có cái gì ngoài cặp ti vĩ đại. Chẳng may bạn vẫn muốn làm nghệ thuật trong khi tài cán chẳng đến đâu cả thì yên tâm, nghề DJ luôn mở rộng vòng tay nhân ái với tất cả mọi đối tượng. Tí to chả cần biết nhạc lý là cái đóe gì, đôi khi lên bạ chỉ cần bật nhạc gốc. Vậy việc của bạn phải làm là gì? Ăn mặc sexy và tập một số điệu nhảy sau. Nếu mà bạn không có ngoại hình, không biết nhảy, tí không to, chim cũng chẳng dài, hãy đánh nhau. Bạn phải đánh nhau vì một cái lý do vớ vẩn vào. Kiểu như là tao nghe nói đứa bạn thân của thằng người yêu cũ, con bồ cũ, con em gái, thằng anh kết nghĩa của người quen, của người quen, của người quen của tao là mày chê lông nách của tao ngắn hơn lông chân của mày, cho nên bây giờ tao với mày phải đánh nhau. Và phải đánh nhau một địa điểm thu hút được nhiều sự chú ý, ví dụ như là phố đi bộ này, chợ đêm này, đôi khi thì ra giữa tháp rùa hoặc là sông Tô Lịch cho nó cá tính. Và nếu bạn chẳng có ngoại hình, chẳng có mưu mô mà cũng chẳng có sức nào cả, đại loại là vô dụng hết cỡ, thì bây giờ bạn hãy hoang tưởng một cách công khai về bản thân mình và coi điều đó là chân lý. Hello mấy cưng, mình là Lize và mình là đứa soạn trò số 1 hành tinh. Cuộc đời muôn màu muôn vẻ, cho nên từ đấy cái bí quyết để đi tới danh tiếng nó cũng phong phú đa dạng theo. Những cái gì tớ vừa trình bày nó chỉ bé tí tẹo cho muôn vàn những cái bí quyết để đi tới danh tiếng thôi. Nhưng mà dù làm cái gì, các bạn nên nhớ một chốt vẫn là mặt phải dày. Và nếu bạn là dạng người an phận thủ thường, muốn sống một cuộc sống đơn giản, ít éo le, hoặc là muốn nổi tiếng một cách trong sạch mặc dù chỉ là nổi lềnh bềnh thôi ý, thì xin chúc mừng, bạn là người có tự trọng.